Thùy Tiên phản ứng khi bị chị gái Đặng Thu Thảo bóc chuyện check-in khách sạn 5 sao với Tú Ông. Những ngày qua, câu chuyện triệt phá đường dây mại dâm có giá hàng chục nghìn đô toàn hoa hậu Á hậu của Tú Ông Lê Hoàng Long nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đáng chú ý, danh tính hai người đẹp TT và TH từng đạt giải cao trong các cuộc thi hoa hậu bị bắt tại trận được tìm kiếm nhiều nhất. Ngồi không cũng trúng đạn, Thùy Tiên bất ngờ bị réo tên trên khắp các trang mạng khiến phía công ty quản lý của nàng hậu phải lập tức lên tiếng phủ nhận. Ngay sau đó, phía công an thành phố Hồ Chí Minh cũng minh oan xác nhận cô không liên quan gì đến nhân vật TT TH được nêu trên. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng gửi công văn đến Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản Facebook là Đặng Thùy Trang và Đôn Anh Nguyễn vì hành vi tự ý đăng hình ảnh sử dụng hình ảnh của hoa hậu trái phép trên mạng xã hội và có nhiều lời lẽ từ ngữ ám chỉ vu khống cô có liên quan đến vụ việc môi giới mại dâm của nghi phạm Lê Hoàng Long. Trước thái độ cứng rắn của Thùy Tiên, Đặng Thùy Trang cũng không vừa khi công khai đáp trả thách thức hoa hậu Hòa bình thế giới 2021 kiện mình. Chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ đường link bài báo có tiêu đề Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hai chủ tài khoản Facebook. Cùng trạng thái dài bóc mẻ câu chuyện nợ nần với Thùy Tiên và mối quan hệ giữa nàng hậu và Tú Ông mới bị bắt. Theo đó, ngoài việc bóc trần thủ đoạn của các con nợ thì Thùy Trang còn ám chỉ việc Tú Ông đầu tư cho gà cưng đi thi lấy giải cao nhưng lại bị hại vào tù. Cô còn khẳng định mối quan hệ thân thiết trước đó của nàng hậu và Tú Ông. Còn muốn kiểm chứng đúng sai thì cứ lục hình Instagram, Facebook, mạng xã hội từ 2018 là ra. Hình đi check-in chung nhà hàng khách sạn cao cấp 5 sao với Tú nhiều lắm. Cho đến hiện tại, phía Thùy Tiên vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về thông tin phía Đặng Thùy Trang đưa ra. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nàng hậu họ Nguyễn tiếp tục đăng tải hình ảnh khoe nhan sắc tràn ngời, mặc kệ những lời tố cáo của Đặng Thùy Trang. Có thể thấy Thùy Tiên không quá để tâm vào những bóc trần của chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo. Vào chiều 10 tháng 9 vừa qua, trao đổi với Zing, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, công ty luật trách nhiệm hữu hạn thương mại Anh Tú, TAT Law Firm, người bảo vệ quyền lợi cho Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cho biết đã gửi công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xác minh xử lý hành vi vi phạm hành chính của hai chủ tài khoản Facebook có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên. Hai chủ tài khoản Facebook mà Nguyễn Thúc Thùy Tiên đề cập đến là Đặng Thùy Trang và Đôn Anh Nguyễn. Theo Hoa hậu Thùy Tiên, hai chủ tài khoản này đã có hành vi đăng hình ảnh sử dụng hình ảnh của cô trái phép trên mạng xã hội, đồng thời có nhiều lời lẽ từ ngữ ám chỉ vu khống Thùy Tiên liên quan vụ môi giới mại dâm của Lê Hoàng Long mà Bộ Công an đang điều tra. Sự việc có tính chất nghiêm trọng xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm và gây tổn hại đến hình ảnh của cá nhân tôi, Hoa hậu Thùy Tiên nêu trong đơn. Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo cũng cho biết Thùy Tiên đã có văn bản gửi Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đề nghị được trả lời và thông tin cụ thể bằng văn bản về việc Hoa hậu Thùy Tiên có liên quan đến vụ án Lê Hoàng Long môi giới mại dâm hay không. Trước đó, vào ngày 7 tháng 9, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Long, 31 tuổi, quê quán Hải Phòng, cư trú thành phố Hồ Chí Minh về tội môi giới mại dâm. Căn cứ lời khai của Long và những người liên quan, nhà chức trách xác định trung tuần tháng 8, Long giới thiệu hai chân dài khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt để bán dâm cho hai đại gia, hai người đẹp có tên là TH và TT từng tham gia các cuộc thi hoa hậu. Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD mỗi người, Long điều hai cô gái trên đến khách sạn cao cấp ở quận 1 để mây mưa với khách thì bị cảnh sát phát giác. Sau vụ việc trên mạng xã hội, nhiều tài khoản đồn đoán về danh tính của TT và TH được báo chí viết tắt. Nhiều hoa hậu người đẹp có tên trùng chữ cái đều bị réo, trong đó có Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Miss Grand.